Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Mà cảm ơn cô anh chị em rất là nhiều, quá chị em. Thời gian qua cô anh chị em luôn theo dõi kinh tế máy của em ha, cũng như là ủng hộ máy bên em nha. Nay em quay cho cô anh chị em xem động cơ con này cọp luôn các bác em. Con này là E50, Kubota E50. Nó có công suất của nó là 5 PS, đầu tư 2002, tình trạng máy là xuất sắc, xuất sắc theo kiểu máy nghĩa địa quá chưa, chứ không phải như máy mới nha. Con này thì nó có xả nhớt rồi, nó có dấu rồi, có dấu rồi, còn co bé các kiểu là chưa có dặn mở ha. Thì đa số những cái dòng Kubota quá em, nó thường thường nó hay bị mặt cam á, nó hay bị 10 cái là nó bị hết 10 cái, cho nên là cái nên mình phải chấp nhận thôi quá chị em. Còn mình muốn đẹp đẽ lại thì mình phải giảm giá lại ha, nhưng anh em thì bán để nguyên zin, không có giảm giá lại làm gì, sao bán gì bán chị em. Đấy, xuất sắc các bạn ha. Rồi mất thời gian quá cho em thì em quay máy cho mấy em nghe tiếng máy nha. Cái nó còn tay quay kinh quá cho em, đây tay quay của nó đây, để vô kìa, để đấy quay của nó đúng, nó họng dài quá cho em ha. Đó, rồi để đi, để thử thôi, đúng nó là họng dài chứ không phải họng ngắn nha, tại vì cái họng nó vô rất là sâu đấy ha. Quay cho mấy em nghe tiếng máy của nó. Thôi ra cái lồng đi, đưa lồng này thôi, cái gì đã ghê quá vậy. Đấy, siêu phẩm luôn. Đã ghê quá nha. Mấy dòng ơ này garanti thì khỏi bàn luôn nha. Để trên đề xuống garanti là khỏi bàn luôn. Cho nên mình để mình không có cái taxi gì quá nha. Nó bị rung. Bắt về bắt giờ taxi cứ nhắc cứ chờ im. Đấy. Đã ghê không? Rồi tắt không? Đấy. Có anh chị em mà có nhu cầu sử dụng á thì alo giùm cho em. Máy này cam kết mới chát luôn, không có sơn dặm, không có chế cháo tào lao mía lao gì hết đấy. Giá cũng được, hơi tê tê chút xíu, nhưng mà có anh chị em nào đam mê dòng máy cọp như thế này thì chấp nhận thôi. Cảm ơn chị em đấy. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại quý anh chị em video tiếp theo nha.